Cuối cùng thì cái món ăn vặt trong tưởng tượng của mình nó đã xuất hiện. Đây là cái gói tai heo ủ vị đến từ CM Food. Giá một gói tai heo như này là 20.000 và bên CM Food thì có đầy đủ giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Thế nên mọi người yên tâm mà sử dụng nhé. Bây giờ mình sẽ bóc ra và trải nghiệm. Đây, sau khi bóc ra thì mình thấy cũng được khá là nhiều và to đấy. Mình được đâu đó khoảng 6 đến 7 miếng cái sụn tai heo trong này. Cũng nhiều phết nhỉ. Xin mời các bạn nha. Mùi thơm của ớt và hoa hồi nhá. Ăn thì nó kiểu hơi cay cay một chút, cay nhẹ. Thế gói vừa rồi tất cả đều là sụn. Bóc gói này thêm xem là có giống như gói vừa rồi không nhá. Thực sự ngon nhưng mà hơi tốn. Đây là cái chai sốt chấm vị tắc ở bên họ luôn. Gói thứ 3 rồi và mình thấy nó đều là sụn hết. Rất là chất lượng. Ăn kèm với cái chai sốt chấm tắc này lại thêm một hương vị kiểu chua chua ngọt ngọt nữa. Và cái mùi tắc rất là thơm. Sau khi trải nghiệm tai heo ủ vị của bên CM Food này làm thì mình thấy rằng là đồ ăn Việt Nam đã lên một tầm cao mới.